chúng ta đón Tết. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, giả bánh, bánh chưng xanh. À, chúng ta ở đây dẫu rằng không ở Việt Nam, nhưng tất cả các món ăn cổ truyền của dân tộc cũng gần như có đủ, chỉ thiếu một chút chút thôi. Xin bà con thông cảm, nhưng dẫu sao thì vẫn ấm cúng, quan trọng ở chỗ đấy. Thế tôi xin thay mặt cho tất cả bà con anh em, xin kính mời toàn thể các quý khách cùng bà con cùng nâng cốc rượu, chạm ly nhau để chúc mừng xuân đầu, chúc mừng xuân mới, chúc một năm hạnh phúc, chúc nhau sức khỏe và thắng lợi mới. Xin kính mời toàn thể nâng ly.